xác định việc xây dựng các mô hình sản xuất mới, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật là nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Sa Thầy đã triển khai thực hiện nhiều mô hình trình diễn, giúp hình thành và lan tỏa nhiều phương thức sản xuất tiến bộ. Trong đó, mô hình nuôi ếch lồng của người dân xã Gia Ly, huyện Sa Thầy đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân có thu nhập ổn định. Năm 2020, gia đình bà Lê Hồng Thanh ở làng Chờ, xã Gia Ly, huyện Sa Thầy là hộ đầu tiên nuôi thí điểm 5.000 con ếch tại lòng hồ thủy điện Gia Ly. Vận dụng kinh nghiệm này, năm 2021, khi Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Sa Thầy triển khai mô hình nuôi ếch tại xã Gia Ly, bà Thanh mạnh dạn mở rộng quy mô lên 8 lồng nuôi với trên 10.000 con. Để ếch sinh trưởng và phát triển tốt, bà sử dụng nguồn thức ăn từ cá tạp, giò đạm ở lòng hồ, đồng thời xử lý bảo đảm môi trường sống cho ếch. Bên cạnh đó, thực hiện nuôi gối đàn, đan xen mỗi lứa để có nguồn cung cấp ổn định ra thị trường. Sau 3 tháng nuôi, ếch đạt trọng lượng khoảng 4 con 1kg và có thể xuất bán. Nguồn ra đầu ra là nói chung ra là các người buôn là bên Đắc Hà, huyện Sa Thầy, Gia Lai. Là mình có yêu cầu mình có cái con mình xuất đi là mình gọi là các buôn họ tới họ bắt. Khi họ bắt là được 3 tạ, 4 tạ gì đó. 2-3 ngày họ qua bắt một lần. Giá cả theo thị trường là lên xuống không chừng, nhưng mà bình quân là cứ 45.000 một ký. Nếu mà tính theo cái kinh tế mà làm nông nghiệp thủy sản thì nếu mà mình mạnh dạn mình nuôi con ếch là nó lợi nhuận mà nó nhẹ nhàng hơn con cá rất nhiều. Cùng tham gia mô hình nuôi ếch lồng, bà Đỗ Thị Mùi ở làng Chờ, xã Gia Ly đã tận dụng diện tích lòng hồ và nguồn thức ăn tự nhiên để nuôi hơn 2.000 con ếch. Sau hơn 2 tháng chăm sóc, ếch phát triển nhanh, tỷ lệ sống đạt trên 75%. Bên Trung tâm Nông nghiệp huyện Sa Thầy hỗ trợ cho các cô ở trong lòng hồ Gia Ly này để xây dựng kinh tế, thì nói chung là cho một số mô hình ếch thì các cô ở trong này các cô nuôi cũng thành đạt rồi, thế nên là bây giờ cũng mới nuôi có 2 tháng thôi nhưng mà được mỗi con là 4 đến 3 lạng rưỡi đến 4 lạng một con. Thực tế cho thấy nuôi ếch lồng có nhiều ưu điểm như khung lồng sử dụng được nhiều năm, dễ vệ sinh. Do có hệ thống phao nổi cố định nên lồng bè tự động nâng lên, hạ xuống theo mực nước, từ đó tạo điều kiện cho ếch phát triển tốt nhất, đồng thời tiện dụng về khâu quản lý, chăm sóc, thu hoạch. Cái mô hình này là phù hợp nhất để bà con ở đây lựa chọn sau này để mà học hỏi. Xã cũng đã phối hợp với phòng nông nghiệp và cũng đã tập huấn để cho bà con các hộ nắm được những quy trình kỹ thuật để làm mô hình đạt hiệu quả nhất. Để thực hiện mô hình này, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Sa Thầy đã hỗ trợ người dân về con giống với quy mô 20 lồng và thức ăn trong thời gian nuôi, đồng thời mở lớp tập huấn cho người dân về kỹ thuật nuôi, cử cán bộ thường xuyên theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện. Với ưu điểm của mô hình là thời gian nuôi ngắn, mức độ xoay vòng vốn nhanh, đầu tư ít, dễ bán, chi phí làm lồng, công chăm sóc đơn giản hơn các đối tượng nuôi thủy sản khác, nên có thể thấy đây là một mô hình hiệu quả và có thể nhân rộng, góp phần tăng thu nhập cho người dân, nhất là hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn. Hiện nay, trên địa bàn huyện Trúc Mơ Sông chưa có dịch bệnh lớn xảy ra, nhưng đang mùa mưa rất thuận lợi cho sự phát triển của một số loại bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là sốt xuất huyết. Do đó, ngành y tế huyện chủ động triển khai các giải pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Để công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao, cán bộ y tế tại các xã đã phối hợp chặt chẽ với các thôn làng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con tích cực dọn dẹp vệ sinh, không để muỗi sinh sản truyền bệnh. Luôn là bám sát về cái chủ trương và kịp thời tuyên truyền bà con là để một cách tự giác quét dọn vệ sinh nhà cửa cũng như là đường làng ngõ xóm. Thứ hai là vận động bà con là ăn chín uống sôi và xử lý những cái trường hợp là để kết thảo hoặc là lốp xe nó đụng nước
nhiều thì muốn phát triển cái lông vàng, cái đó là phần tuyên truyền bà con xử lý ngay. Hiện nay, đời sống người dân trên địa bàn huyện ngày càng phát triển nên nhận thức trong công tác phòng chống dịch bệnh chuyển biến tích cực. Để phòng chống sốt xuất huyết thì mình ngủ thì phải mắc màng. Rồi cái thứ hai thì phải không để chậu xô ra ngoài để nước dơ. Rồi thứ ba thì nếu thôn vận động đi làm dọn dẹp nhà cửa thì mình phải đi dọn dẹp. Nhờ quản lý chặt chẽ các bệnh truyền nhiễm, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế huyện Tumarong đã phát hiện và xử lý kịp thời những ca bệnh đầu tiên. Trong đó, tỷ lệ mắc bệnh thủy đậu, quai bị rất ít, nhất là không ghi nhận ổ dịch sốt xuất huyết, sốt rét trên địa bàn. Có những thành tích trong phòng chống dịch, chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện là về các quyết định thành lập, cũng như là các cái công văn chỉ đạo cho các xã về công tác phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác tập huấn và nâng cao nhận thức cho cán bộ y tế cũng như là các cái tổ cộng đồng và nhân viên y tế thôn bản. Phòng khám đa khoa khu vực xã Đắc Rơ Ông là một trong những nơi khám tổng quát gần nhất cho người dân 4 xã phía Tây huyện Tumarong, gồm Đắc Rơ Ông, Đắc Tờ Can, Đắc Sao, Đắc Na. Dân số 4 xã khoảng 10.000 người nên công tác kiểm soát dịch bệnh gặp một số khó khăn. Lo ngại lớn nhất của địa phương là các nguồn lây bên ngoài. Khám đa khoa khu vực không chủ quan trước những tình hình diễn biến phức tạp của bệnh sốt xuất huyết, đặc biệt là ngoài Đắc Tô rồi các huyện lân cận. Thì phòng khám đã tuyên truyền cho các thôn trong các buổi họp giao ban của thôn của xã là về vận động nhân dân là phát quang bụi rậm, ngủ màng, bảo vệ sức khỏe cho mình, khi mà có sốt, có đau ốm thì đến ngay đến cơ sở y tế để được khám và điều trị. Với trang thiết bị, máy móc đạt chuẩn chất lượng và đội ngũ bác sĩ tận tâm, ngành y tế địa phương đã tạo được lòng tin trong nhân dân. Khi ốm đau, bà con đã biết tới cơ sở y tế để chữa trị, giúp công tác kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn đạt hiệu quả. Đến đây có bác sĩ khám và có máy móc cũng không lo lắng. Nếu mà ở nhà thì nguy hiểm. Ở đây có bác sĩ khám cũng an tâm hơn. Thực hiện các biện pháp phù hợp nên công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Tumarong đạt được kết quả tích cực. Để duy trì, bên cạnh sự nỗ lực của ngành y tế, rất cần sự chung tay của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh.